Xin thân ái chào tất cả các anh chị các bạn nha. Mình có một cái việc muốn nhờ anh chị các bạn cộng đồng là tìm giúp mình cái người trong cái đoạn video sau mình gửi lên đây. Người này làm ăn với mình nhưng mà hớt kèo tay trên, nên thành mình có việc muốn tìm để nói rõ cái chuyện làm ăn, nhưng mà rất tiếc mình là mất thông tin liên lạc. Mình kính nhờ các anh chị các bạn cộng đồng chia sẻ cái thông tin này đến các hội nhóm, đến các cái trang để các anh chị các bạn giúp đỡ mình là ai là người thân, ai là người biết anh này, là cho mình xin cái thông tin lại để mình làm việc làm ăn cái. Rất mong sự chia sẻ video của các anh chị các bạn cộng đồng mạng nha. Một lần nữa xin cảm ơn và kính nhờ các anh chị các bạn cộng đồng mạng là giúp đỡ mình tìm ra cái số điện thoại cũng như cái thông tin của người này. Xin chân thành cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều nha. Nhớ chia sẻ giùm mình. Xin chân thành cảm ơn. Kiếm cơm qua ngày chứ chạy gì đâu hai con. Một con rồi xài không á, con cầm bắt kia nó 24 like đã dư rồi, con này lấy 16 cho nó đủ thôi, lấy gì đâu nhiều. Coi thử cái số nào mà bên Zalo công ty đó, bên kế toán á. Chứ ngại gì đâu, thì anh cứ nói là anh lấy cho mà ráp cho ông bạn hay gì đó, rồi mình cũng lách lục đến cho ông sếp ông thừa biết chứ gì đâu ngại. Em nói em lấy này, cho nên là bây giờ liên hệ lên trên đó thì cũng kỳ vậy, nhưng cũng ngại. Kỳ thì cũng ngại vậy, thì nó mình nói như này nè, mình thì không bao giờ mình bắt mình đã gọi video là anh em phải biết, với lại coi lên xác gọi là người ta xác nhận cái uy tín nữa. Trên kênh YouTube về chia sẻ về âm thanh, về kiến thức âm thanh mình cũng được anh em biết tới rất là nhiều. Thành là mình cũng nhỏ thôi chứ không phải là nhỏ, là nhỏ cái tầm á. Nhưng mà mình không có nói hai lời mua bán, đặc biệt là cái uy tín mình luôn luôn kiểm tra rất là kỹ anh em, và mình yêu cầu anh em kiểm tra kỹ mình. Sẽ cần là ghi âm lại, gọi điện thoại lại. Ngoài đó mình quen anh Hậu nè, anh Hậu công ty biển âm thanh nè, chuyên lắp karaoke rồi đó. Lính nào cũng là thằng cũng gì mà hay, trước cũng nhờ nó đi test đồ mấy lần lấy đồ á. Thì mình làm ăn đàng hoàng. Nếu mà cái kèo này á, mà chỗ anh mà sợ mà mắc lòng với ông sếp á, thì anh nên cọc hoặc là cái gì cho bên công ty đi, họ lấy về họ lấy ra gửi cho mình. Mình cần là kiểm tra sơ bộ một xíu thôi, hoặc là anh lấy về ở đó để mình chạy ra cũng được. Chứ mình là chắc chắn, chứ mình không có cái kiểu mà xình là nói cho vui rồi nay lấy mai không lấy đó. Chứ còn mà còn thằng cái con này em kêu bán lâu, cái con này kêu bán lâu lắm rồi, cả năm nay rồi em đang không kêu bán, không kêu bán cái năm nay rồi, xong anh em cứ lấy đi làm, cứ để cái năm nay đâu có bán đâu. Thì nó chậm đó, năm nay nữa, năm nay năm suy thoái nữa này, nên thành là mấy ông mới để chịu giá đó, cho nếu như năm ngoái chắc ông chịu bán đâu. Năm ngoái còn được giá hơn, ông chưa chịu đâu. Thì tùy anh thôi, chứ bây giờ nói cho mình cũng cần, mình cứ đặt mình vào trường hợp anh em đi, mình cũng cần một sự chắc chắn đúng không? 20 triệu mình chuyển đi rồi á, thì mình cần có hàng liền. Chứ rồi lòng vòng vô đó mà mấy anh em mùa này mùa xô nữa, nó sắp nó đi làm rồi thế này cái kia rồi, trong khi là không có bạn khác đi làm, cứ nó hẹn. Bên kế toán cũng làm không giải quyết được, lòng vòng trễ mình là cũng kẹt, thà mình tiền mình còn nằm đó. Chứ mình cũng biết là cái mua bán hàng thì nhanh gọn cho nó qua nó lại, nhiều thì nó cũng mệt, nhưng mà phải mệt là mình nói theo cái một ý còn lại nên mình cũng phải hiểu là phải thỏa mãn cả đôi bên. Chứ nó còn vướng một chút gì đó là nó cũng khó. Cái tài khoản công ty thì mình không có cái khả năng mà lừa đảo thì nó thấp. Không có rồi, tài khoản công ty mình chết rõ rồi. Thì còn chỉ việc là anh cầu, anh kiếm ít cà phê cho nó vui. Thì có hai cách. Một là anh lấy về vào đó, hai là anh cho cái thông tin liên hệ với bên kế toán. Mình lấy luôn về rồi, mình gửi cà phê cho anh. Chứ còn không có gì phải lo đâu. Có gì thì mình nói em lấy, chứ mà em để cho ông anh đây, ông test, ông ráp cái vàng. Hay là gì đó. Chứ mình lấy đâu, nhất thiết mình lấy mình dùng đâu. Mình lấy có nghĩa là danh nghĩa mình đứng ra mình lấy. Mình mua. Còn mình mua mình ráp hay là mình mua mình làm gì mình làm, chứ ông sếp nào ông bắt mình phải mua mình ôm mình xài đâu. Đâu để em nhanh em nhắn cái số này qua anh để em coi thuộc Zalo phải số này. Rồi ok. Để em coi.